Hoàng thượng đi chậm thôi. Đưa trẫm hồi cung. Dạ. Nhị Hỷ. Có. Khúc nhạc này hình như nghe ở đâu rồi thì phải. Hoàng thượng, lúc trước có một cung nữ dùng tách trà với lượng nước trà khác nhau, làn điệu cô ấy gõ chắc là của khúc nhạc này. Chính là khúc nhạc này. Bây giờ đàn bằng tỳ bà thì lại có cảm giác khác. Qua đó xem. Dạ. Nô tỳ thăm kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Khuya rồi mà ngươi vẫn còn luyện đàn sao? Nô tỳ theo lệnh của phương thượng nghi, chép khúc nhạc ra giấy rồi đàn theo nhiều cách khác nhau. Không biết trời đã khuya làm kinh động tới hoàng thượng, nô tỳ tội đáng muôn chết. Không sao, do trẫm không ngủ được, đi ra vườn tản bộ, bất chợt nghe thấy tiếng đàn của ngươi nên lại đây nghe thôi mà. Trẫm từng triệu ngươi tới biểu diễn ở Ngự Tiền. Ngươi là nô tỳ Thiệu Xuân Hoa, là nhạc công của nhà công cục. Xuân Hoa. Nào, đàn lại lần nữa cho trẫm nghe. Dạ. Nhị Hỷ, đêm qua hoàng thượng ngủ ở chỗ nào? Hoàng thượng năm ngày liên tiếp ngủ ở tẩm cung của mình. Vậy ngủ có ngon không? Chuyện này gì hả? Hoàng thượng hai ngày đầu luôn gặp ác mộng, từng đứng ngoài cung quý phi nhìn vào. Nhưng nhìn thấy trong cung quý phi tắt hết đèn đuốc, nên ra ngự viên tản bộ. Có nhiều lúc mất ngủ cả đêm, nhưng gần đây đã đỡ hơn rồi. Vậy à? Đỡ như thế nào? Hoàng thượng tình cờ gặp được nữ nhà công từng tấu nhạc cho hoàng thượng và quý phi đang đàn tỳ bà. Hoàng thượng nghe cô ta đàn xong thì tâm trạng trở nên vô cùng bình yên. Về cung không lâu sau thì ngủ một giấc tới sáng. Có chuyện này sao? Dạ phải. Vì vậy hoàng thượng liên tục mấy đêm đều đến gần từng cung để nghe nữ nhà công này đàn. Vậy hoàng thượng ngoài việc nghe đàn ra thì còn làm gì khác nữa không? Không có, chỉ hỏi một vài điều về âm luật. Ngoài ra thì không có gì khác. Nhà công đó tên gì? Hình như là Xuân Hoa. Xuân Hoa. Pháp xảo. Có. Ngươi tới nhà công cục cho gọi người này, nói cô ta tới đàn cho bổn cung nghe. Dạ. Nô tỳ sẽ đi ngay.
Ân Tiên Nhạc, Xu Hoa. Xuân Hoa, Vạn Quý Phi cho gọi ngươi vào cung tấu nhạc, ngươi mau đi đi. Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay. Xuân Hoa, sẽ không có chuyện gì chứ? Không đâu, vậy cô cẩn thận nha. Nhà công cục Thiệu Xuân Hoa tham kiến quý phi nương nương. Miễn lễ. Tạ ơn nương nương. Ngươi từng dùng tách trà tấu nhạc cho bổn cung có phải không? Dạ phải thưa nương nương. Ngẩng mặt lên. Nghe nói đêm nào hoàng thượng cũng tới nghe ngươi đàn. Có chuyện này không? Đúng là có chuyện này. Vậy hoàng thượng nghe khúc nhạc nào? Nô tỳ đã đàn cho hoàng thượng nghe rất nhiều khúc nhạc. Nhưng hoàng thượng thích nhất là khúc nhạc mà nô tỳ dùng tách trà để diễn tấu. Được, ngươi hãy đàn lại cho bổn cung nghe lần nữa. Dạ thưa nương nương. Ngồi đi. Tạ ơn nương nương. Xem ra nha đầu này không hề có mưu tính, mà đặt hết tâm trí vào việc tấu nhạc. Ả không hề thừa cơ hội để quyến rũ hoàng thượng. Có lẽ hoàng thượng tìm đến ả nghe đàn cũng là vì hâm mộ tài năng của ả, không có ý gì khác. Quả nhiên là đàn tỳ bà rất giỏi. Ánh Nguyệt thưởng. Dạ. Tạ ơn nương nương ban thưởng. Tạ ơn nương nương. Ngươi lui ra đi. Hải Đường. Hải Đường. Wow, miếng ngọc bội này đẹp quá. Dĩ nhiên rồi, đây là của Chu Thái Hậu thưởng cho Hạ Thần Phi, rồi Hạ Thần Phi thưởng cho tôi. Đồ của Thái Hậu thưởng cho bà ấy, bà ấy lại thưởng cho người khác à? Từ khi hoàng thượng lâm hạnh Hạ Thần Phi, Chu Thái Hậu cho người đem tặng bao nhiêu là quà. Miếng ngọc bội này có gì đâu chứ. Vậy nô tỳ các cô nhất định cũng được hưởng lợi đúng không? Còn phải nói sao, Hạ thuộc nữ sau khi được lập làm phi, hoàng thân quốc thích trong cung đem tới tặng không ít quà cáp, đem chất đầy cả lầu cát luôn. Chúng tôi làm việc cho bà ấy mà vui thì sẽ thưởng đồ cho chúng tôi. Các cô thật là sướng. Khổ thân cho tôi ở đây chờ cả mấy tháng trời rồi cũng chẳng được thưởng miếng mức nào hết. Ai bảo cô không thay chủ tử tốt làm chi? Đành chịu thôi. Thôi tôi đi đây. Thiệu thục nữ. Thiệu thục nữ. Lúc nãy ta gọi cô không nghe sao? Gọi nô tỳ sao? Có chuyện gì không? Có chuyện gì à? Trong điện này muốn trà không có, muốn nước cũng không có. Cô còn hỏi ta có chuyện gì sao? Thiệu thục nữ, cái điện to như thế này, nô tỳ chỉ có hai tay thôi thì làm sao làm cho xuể được? Thiệu thục nữ, hay là cô tới bẩm báo với Tiền Thái Hậu, nói bà ấy nhờ thượng cung cục cử thêm vài người nữa tới đây đi. Cô đi đâu đó?
Chẳng phải thuộc nữ nói không trà không nước sao? Nô tỳ không đi lấy thì thuộc nữ lấy gì mà uống? Sao tỷ lệ ở đây một mình vậy? Một mình trong điện chán chết đi được, nên ra đây đi dạo. Hải Đường rồi còn Lưu Nhũ Mẫu đâu? Lưu Nhũ Mẫu đã về chỗ Tiền Thái Hậu rồi. Hải Đường, một mình cô ta dọn dẹp ỷ hà điện nên bận rộn đến tối mắt tối mũi. Trong hậu cung thật ra cũng giống như thế giới bên ngoài, tình người ấm lạnh, thói đời khó lường. Nếu tỷ ở đây mà không có gì vui thì có thể nói cho muội biết, đừng nên giấu kín trong lòng. Muội cũng hiểu hoàn cảnh của ta mà. Thật ra cũng khó trách họ được. Ai bảo ta không may mắn làm chi? Đừng nghĩ vậy. Xét về ngoại hình và tài năng, tỷ được tốt hơn họ rất nhiều. Tỷ đừng nên vì chuyện này mà nản lòng thối chí. Muội không cần an ủi ta đâu. Thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý này ta biết mà. Tỷ đừng nghĩ như vậy. Muội thấy lâu rồi tỷ không luyện múa, hay là ngày mai muội với Hàm Hương tới ỷ hà điện tìm tỷ rồi đàn cho tỷ luyện múa? Không cần đâu. Múa cho ai xem chứ? Múa đẹp đến mấy cũng vô dụng thôi. Cho dù hoàng thượng có phong tỷ làm phi hay không, nhưng khi múa sẽ làm cho tâm trạng tỷ vui vẻ hẳn lên. Đừng nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng mà muội nói sẽ giữ lời. Muội và Hàm Hương ngày mai nhất định sẽ tới tìm tỷ. Muội còn phải về nhà công cục báo cáo, không thể ở lâu được. Tỷ cũng sớm về đi. Nếu ai đó nhìn thấy tỷ một mình ở đây thì sẽ bị họ nói ra nói vào. Muội đi đây. Điệu múa của tỷ thật là đẹp, lại còn dùng tỳ bà nữa chứ. Đừng khen ta, ta chỉ múa điệu múa bình thường với đàn tỳ bà thôi. Là thật đó, lúc nãy tôi chỉ lo nhìn mà không theo kịp hai nhịp hát luôn đó. Thanh Tư, sau này cách hai ngày bọn một sẽ tới đàn cho tỷ luyện múa. Vậy thì phiền cho hai người quá. Không sao đâu, chúng tôi là nhạc công, bình thường diễn tấu lúc nào cũng hồi hộp. Đâu giống như hôm nay, cứ không theo kịp suốt thôi. Đúng đó. Bây giờ bọn muội làm phiền tỷ, muốn dùng danh nghĩa của tỷ cứu bọn muội khỏi nhà công cục, có thể luyện đàn cho tỷ muốn ở đây, là còn được ăn với uống nữa chứ. Thế này đi, ngày mai muội sẽ nhờ tiểu hoàng tử đi mua mấy thứ mà chúng ta thích ăn đem lại đây. Đúng đó, nhờ tiểu hoàng tử đem mấy thứ ngon lại đây. Cảm ơn hai người đã tới đây đàn cho ta luyện múa. Không được nói cảm ơn. Đúng đó, tỷ muội tốt thì đâu cần phải nói tiếng cảm ơn. Không được nói câu đó.
Quý phi nương nương, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Bình thân tạ ơn hoàng thượng. Khuya rồi sao ái phi lại tới đây? Vậy khuya rồi sao hoàng thượng lại tới đây? Hoàng thượng ngủ không ngon giấc, không lẽ thần thiếp có thể ngủ yên tới sáng được sao? Không ai trong hai ta được thoải mái thì sao lại làm khó trẫm chứ? Thần thiếp không hề làm khó hoàng thượng, nhưng tâm trạng của thần thiếp hoàng thượng làm sao có thể hiểu được? Thần thiếp vừa mất hoàng nhi, bây giờ còn phải chia sẻ phu quân cho người khác. Trẫm biết trong lòng nàng rất buồn, nhưng nàng đóng cửa không gặp, dù trẫm muốn an ủi cũng không thể làm được. Đó chỉ là thần thiếp nhất thời giận dỗi. Thật ra mỗi lần để hoàng thượng bên ngoài cửa, nỗi khổ trong lòng thần thiếp không sao kể xiết được. Đừng buồn nữa. Chị Hỷ, có khởi giá về cung quý phi. Hoàng thượng khởi giá. Cái gì? Hoàng thượng đã ở lại cung vạn quý phi nhiều ngày rồi. Lý nào lại vậy? Một giai nhân đẹp như hoa cũng không bằng được Tặng Trinh Nhi đó. Hoàng Nhi này thật là quá hồ đồ. Thái hậu bớt giận, nô tỳ có chuyện này muốn bẩm báo. Nói đi. Nghe cung nữ trong cung vạn quý phi nói, hai vị thần phi mà hoàng thượng chọn thật ra là do vạn quý phi chỉ định. Nếu nào lại vậy? Sao lại có chuyện này chứ? Thảo nào, hai vị phi tử này không được nổi bật lắm trong số các thục nữ, thì ra là do sự sắp đặt của yêu phụ này. Trương Nhũ Mẫu, mau truyền lệnh của Aya, sau này mồng một hàng tháng Aya sẽ mở tiệc ở Ngự Hoa Viên cho các phi tần và thục nữ ở hậu cung. Báo cho thượng cung cục chuẩn bị yến tiệc, đồng thời nói với các thục nữ đó, tới lúc đó phải trang điểm thật đẹp để tới dự tiệc. Còn phải báo với hoàng thượng cũng phải dự tiệc, phải làm cho ngài ấy biết Aya làm như vậy là để thúc đẩy tình cảm của ngài ấy và các phi tần. Vậy có cần báo với vạn quý phi không? Nếu như ả có hướng dự tiệc thì Aya cũng không sợ gặp ả đâu. Yêu phụ này, ả cho rằng để cho hoàng thượng nạp vài phi tần bình thường là xong chuyện sao? Aya sẽ làm cho hoàng thượng và các thục nữ liên tục gặp mặt, chọn nhiều hơn nữa. Thái hậu anh minh. Ngươi nhận được lời mời của Chu Thái hậu rồi chứ? Nhận được rồi. Thái hậu nói vào mùng một hàng tháng sẽ mở tiệc ở Ngự Hoa Viên, mời các vị phi tần và thục nữ. Nghe nói Chu Thái hậu rất không hài lòng về các phi tần sắc lập lần này, mà ta cảm thấy Nô Thần Phi và Hà Thần Phi không phải là ứng viên tốt nhất. Bữa tiệc lần này hoàng thượng cũng sẽ tham gia. Chu Thái hậu muốn để hoàng thượng chọn ra người phụ nữ mà mình thích nhất. Thanh Tư, vận may của người tới rồi. Nô tỳ nhất định sẽ cố hết sức. Người dĩ nhiên phải cố hết sức rồi. Vì Aya, vì nghĩa phụ ngươi, phải xoay chuyển cục diện này. Có biết không? Dạ biết rồi. Ngươi dĩ nhiên phải cố hết sức rồi. Vì Aya, vì nghĩa phụ ngươi, phải xoay chuyển cục diện này. Có biết không? Thiệu thục nữ, nghỉ một lát, dùng ít trà bánh đi. Cứ để đó.
Hải Đường, vất vả cho cô quá. Đây là bổn phận của nô tỳ mà, sao dám nói vất vả được. Chu Thái Hậu vài ngày nữa sẽ mở tiệc, ta có cơ hội gặp được hoàng thượng rồi. Như vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ được lập làm phi. Cô đừng quá tốt với ta làm gì, để đỡ phải làm cô thất vọng. Sao lại vậy được? Hai ngày trước Lưu Nhũ Mẫu về cung Tiền Thái Hậu, chỉ còn một mình nô tỳ hầu hạ thục nữ, chỉ tại cảm thấy hơi vất vả thôi. Nếu có chỗ nào hầu hạ không chu đáo thì xin thục nữ lượng thứ cho. Không sao không sao. Nào, ăn bánh đi. Tạ ơn thục nữ. Có chuyện gì sao? Nô tỳ biết thục nữ tài mạo hơn người, nhưng mà chuyện lập phi nhiều khi cần có một chút may mắn. Cô nói vậy là ý gì? Trong cung có thái giám quen với một vị cao nhân ở ngoài cung. Cao nhân đó nói có một loại nước bùa đã làm phép, có thể giữ được người đàn ông mình muốn giữ. Cô nói lung tung gì vậy? Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ chỉ muốn giúp cho thục nữ có được sự sủng hạnh của hoàng thượng, không hề có ý gì khác. Được sự sủng hạnh của hoàng thượng. Xuân Hoa, Thanh Tư, sao tỷ lại tới đây? Xuân Hoa, lần này bằng mọi giá muội phải giúp ta việc này. Giúp. Có việc gì muội giúp được thì muội nhất định sẽ giúp. Muội hãy cho ta mượn 100 lượng bạc. 100 lượng? Chỉ cần nhiều tiền như vậy làm gì? Chắc không phải Thiệu lão gia và Thiệu phu nhân xảy ra chuyện gì chứ? Không phải không phải. Là rốt cuộc là chuyện gì? Tỷ mau nói đi. Chu Thái Hậu triệu tập các thục nữ ở hậu cung, nói là mùng 1 hàng tháng sẽ dự tiệc cùng hoàng thượng. Tỷ muốn có thêm y phục và trang sức thì cũng đâu cần nhiều tiền như vậy. Cơ hội lần này ta nhất định phải nắm bắt, không thể thua các thục nữ khác được. Thanh Tư, tỷ đó, đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy. Tỷ càng như vậy thì sẽ càng không thể thể hiện được mình trước mặt hoàng thượng. Với lại, để cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Hải Đường nói với ta có một thái giám quen với một cao nhân bên ngoài cung. Cao nhân này luyện được một loại nước bùa. Loại nước bùa này sẽ làm cho một người đàn ông chết mê chết mệt một người phụ nữ. Tỷ định dùng cách này để làm hoàng thượng sắc phong tỷ sao? Dù được hay không thì ta cũng muốn thử. Xuân Hoa, đâu phải muội không biết hoàn cảnh của ta lúc này. Ta không muốn bị người khác xem thường nữa. Ta muốn cho cha mẹ của ta sống tốt hơn một chút, muội hiểu không? Muội biết hoàn cảnh và cái khó của tỷ, nhưng việc này một khi có người phát giác ra, đó sẽ là tội lớn không thể xem thường. Xuân Hoa, sẽ không ai biết được đâu. Muội không nói, ta không nói, thái giám bán nước bùa đó sẽ càng không nói, thì sẽ không ai biết được đâu. Xuân Hoa, muội giúp ta đi mà, giúp ta lần này đi được không? Không, tỷ không mạo hiểm được. Muội không giúp ta, đây không phải là giúp tỷ mà là hại tỷ. Cho dù kết quả thế nào thì ta cũng không trách muội đâu. Xuân Hoa, hãy niệm tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay. Muội cho ta mượn 100 lượng bạc, những chuyện khác muội cứ giả vờ không biết cũng không cần lo. Muội làm gì có 100 lượng? Cho dù có thì muội cũng không cho tỷ mượn đâu. Làm vậy sẽ chỉ hại tỷ thôi. Xuân Hoa, nếu một ngày nào đó thoát khỏi khó khăn, ta nhất định sẽ trả lại gấp 10. Chúng ta có cần nói mấy chuyện này không? Muội chỉ cảm thấy chuyện này không đúng. Muội không muốn để tỷ làm chuyện như vậy. Thanh Tư, tỷ hãy chịu khó kiên nhẫn. Với tài mạo của tỷ, hoàng thượng nhất định sẽ thích tỷ thôi. Đừng nói nữa. Muội không cho mượn, ta cũng không trách muội. Ta chỉ nhờ muội đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, đừng nói cho bất kỳ người nào biết. Ta sẽ tự nghĩ cách. Thanh Tư, tỷ đừng mạo hiểm như vậy. Muội không phải ta, muội không biết ta cảm thấy thế nào trong cung đâu. Cứ coi như ta chưa từng đến. Thanh Tư, Thanh Tư.
Đoán chữ đoán mệnh đây. Đi, vào đây. Đây, cầm cái này đi. Làm xong rồi thì đi tìm ông chủ Chu tính tiền. Tìm được rồi thì đoán chữ đoán mệnh đi. Đoán chữ đoán mệnh. Trên biết thiên văn, dưới biết địa lý. Đoán chữ đoán mệnh đi. Tưởng công, có phát hiện được gì không? Thuộc hạ phát hiện có một thái giám trong cung mua một bình nước bùa của một thuật sĩ ở chợ và đưa nó vào cung. Có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Tiếng đàn du dương, chim hót hoa nở, cả nhà chúng ta hòa thuận vui vẻ. Phải đó Thái hậu, hiếm khi được ngồi chung với nhau. Phải đó. Những điều này chỉ có trong thái bình tịnh thế mới tận hưởng được. Dạ, giờ phút của Thái hậu, giờ phút của Hoàng thượng, đúng đó. Các người hiếm khi có cơ hội được ngồi chung đông đủ thế này. Càng hiếm hơn nữa là Hoàng thượng có thời gian rảnh rỗi cùng các người tận hưởng giây phút này. Hay hay hay. Được rồi được rồi, các người tạm nghỉ đi, lát nữa rồi đàn tiếp. Con xem, hôm nay trời trong nắng ấm, thời tiết rất đẹp. Hoàng Nhi, con tuy là vua của một nước, nhưng cũng là chủ của gia đình. Lẽ ra trong tiết trời và cảnh đẹp thế này, nên thường xuyên gặp gỡ gia đình mình. Nên biết rằng gia đình hòa thuận, tu thân tề gia thì mới trị quốc bình thiên hạ được. Đạo lý trong đó Hoàng Nhi chắc hiểu rõ mà. Nhi thần biết mà. Đã là mẫu hậu nhọc lòng. Con hiểu được thì tốt. Nào, các vị phi tử, thục nữ, hãy dùng trà thay rượu kính hoàng thượng một ly. Sau này phải hầu hạ hoàng thượng cho thật tốt. Chúc hoàng thượng các tường như ý. Cái này không uống được. Hoàng thượng, Hoàng thượng, trà này không thể uống được. Trong trà này đã bị người ta cho nước bùa vào. Uông Trực, người nói gì vậy? Trà này có người cho nước bùa vào sao? Đúng vậy, giải vào đây. Quỳ xuống, quỳ xuống. Các người đã làm gì thì tự nói đi. Nô tài nhất thời tham lam đã nhận 2 lượng bạc, đã cho ít nước bùa vào bình trà của hoàng thượng. Nhưng Đặng công công nói nó không có hại, chỉ là sẽ làm cho hoàng thượng thích một thục nữ nào đó mà thôi. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Cũng tại nô tài tin lời của thuật sĩ dân gian, để làm cho thục nữ sớm được hoàng thượng sủng hạnh, nên mới làm chuyện này. Nô tài không hề có ý hại hoàng thượng đâu. Nô tài to gan, dám lấy cái thứ này để hãm hại hoàng thượng. Nói, do thuộc nữ nào làm? Thái hậu hoàng thượng khai ân, nô tỳ nhất thời hồ đồ, đã nghe lời xúi dục của Đặng công công nên mới mua nước bùa. Hoàng thượng khai ân, thái hậu khai ân. Tiểu tiện nhân to gan, thật hết sức hoang đường. Hoàng thượng, chuyện này ai gia không can dự vào. Ngài xử trí đi. Khởi giá hồi cung. Dạ. Thái hậu khởi giá. Hoàng thượng khai ơn, hoàng thượng khai ơn. Uông Trực, có. Trong cung không chứa chấp người làm bùa làm phép, cứ tùy ngươi xử trí. Rõ.
Các vị nghe rồi đó, đây là lệnh của hoàng thượng, đừng trách ta. Người đâu? Có, giải bọn họ ra ngoài. Nữ thì dùng vải trắng treo cổ, nam thì dùng trường đánh chết. Rõ, đi. Xin tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng, đi mau. Ta không đi, ta không đi, ta không muốn chết. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Ta không muốn chết. Bỏ tay ra. Cứu ta, cứu ta. Bỏ tay ra. Cứu ta. Đi. Cứu ta. Đi. Đi. Ta không muốn chết. Đi mau. Cứu ta. Cứu ta. Xin lỗi đã làm các vị mất hứng. Xin được cáo lui. Thiệu thục nữ, thiệu thục nữ, thiệu thục nữ, thiệu thục nữ à? Thiệu thục nữ. Thiệu thục nữ, Xuân Hoa tới thăm cô. Xuân Hoa. Hải Đường, đi rót tách trà đi. Dạ. Tỷ không sao chứ? Thái y nói thế nào? Thái y nói do ta hoảng sợ quá độ. Họ đâu có biết là Xuân Hoa, nếu không nhờ muội kịp thời ngăn cản thì người bị treo cổ sẽ là ta. Tỷ đừng nghĩ như vậy. May mà tỷ tỉnh ngộ kịp lúc. Lúc người của tỷ xử xông vào nói là có người cho nước bùa vào trà, muội sợ tới mức không thể cử động. Muội sợ người xảy ra chuyện sẽ là tỷ. Trong cung này ngoài muội ra không ai cho ta mượn tiền hết. Nếu ta mượn được tiền thì cũng sẽ mạo hiểm. Phương Thục Nữ đã làm thay ta. Cô ấy đã trở thành oan hồn trong cung này. Đừng nghĩ như vậy. Hãy chịu khó tịnh dưỡng. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại là ta lại nhớ tới cảnh cô ấy bị lôi đi khỏi ta. Ta sợ lắm. Muội biết đây là lần đầu tỷ gặp phải chuyện thế này. Sống trong cùng một thời gian, tỷ sẽ dần quen với những chuyện này thôi. Lúc đầu ta cho rằng mình là con chim trong lồng ở trong cung, nhưng không ngờ ta chỉ là một con cừu non chờ chết. Không phải ta sợ chết, mà ta sợ chết rồi thì sau này cha mẹ sẽ sống sao đây. Vì vậy thì hãy vì họ mà sống cho thật tốt. Trong cung chỉ có sống mới có được hy vọng. Nghe nói đêm qua bị giết chết hết mấy người. Là những người nào vậy? Thái giám cung nữ đều có. Cụ thể thì tôi không rõ lắm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Huynh không biết sao? Thái hậu mở tiệc, người của Tây Sửng xông vào, nói có một số người muốn mưu hại hoàng thượng. Vậy là tôi ra ngoài giết. Vậy trong số người bị giết có nhà công không? Cái này thì không rõ lắm. Nhưng Tây Sửng này đã ra mặt điều tra rồi. Tôi nghĩ nhất định rất nhiều người sẽ gặp họa. Thái hậu mở tiệc, nữ nhạc công chắc chắn có ở đó. Nhưng người chết là ai thì không được rõ. Nói với Lâm đại nhân, tôi tới nhà phổ phòng. Được được.
Tiểu cô nương, lúc nãy ở chỗ Nam Nhà Công, tôi nghe nói bữa tiệc tối qua đã xảy ra chuyện. Cô và Bách cô nương không sao chứ? Không sao. Không sao thì tốt. Ở trong hậu cung phải hết sức cẩn thận. Phải. Trong cung thực sự phải cẩn thận. Huynh cũng phải hết sức chú ý, nhất là gần đây Huynh thường được quý phi gọi vào trong cung để tấu nhạc, thật là vô cùng nguy hiểm. Tôi biết. Ở trong cung bảo vệ tốt cho mình là sự đối đãi tốt nhất dành cho bạn bè. Thiệu cô nương, cô cũng phải cẩn thận mới được. Hải Đường, Hải Đường, Hải Đường. Hải Đường. Thanh Tư, cẩn thận. Sao tỷ xuống giường vậy? Ta muốn uống nước. Uống nước. Tỷ gọi Hải Đường là được rồi. Không biết đi đâu rồi nữa. Hải Đường này, tỷ bệnh như vậy mà còn bỏ mặc tỷ. Hay là để muội nói với Lý Tường Cung giùm tỷ, đổi người khác tới chăm sóc cho tỷ. Thôi bỏ đi. Muội nghĩ ta là ai chứ? Cử người khác tới thì cũng vậy thôi. Theo ta không được thưởng, không được thăng tiến. Ai mà muốn theo ta chứ? Thêm một việc chỉ bằng bớt một việc. Bỏ đi. Phải rồi, muội tới là muốn đưa bột xương muối này cho tỷ. Cái này trị ho rất là tốt. Trước khi đi ngủ uống một chút sẽ dễ chịu rất nhiều, ngủ sẽ rất ngon. Cảm ơn muội. Tỷ còn khách sáo với muội làm gì? Bây giờ quan trọng nhất là phải chăm sóc cho tỷ thật tốt. Muội đi đây. Thái hậu, chuyện lần này may mà là Phương Thục Nữ, không phải là Thanh Tư. Nếu là nó thì mọi người chúng ta có thể sẽ bị liên lụy. Trong cung này kiêng kỵ nhất là dùng bùa dùng phép. Phương Thục Nữ này cũng thật không hiểu chuyện. Ả là người của Ninh Vương phủ tiến cử, chỉ với Uông Trực đó thôi đã đủ phiền phức rồi. Thái hậu, như vậy cũng tốt, bớt được người nào hay người đó, bớt được Phương Thục Nữ, thanh tư của chúng ta sẽ có thêm một cơ hội. Hy vọng là vậy. Thiệu Thục Nữ tới. Tham kiến Thái hậu. Không cần đa lễ, tạ ơn Thái hậu. Ngươi bệnh thế này rồi, mau ngồi đi. Thanh Tư, lâu rồi không gặp, con đã ốm đi nhiều. Sao rồi, sức khỏe thế nào? Lần trước ở Ngự Hoa Viên bị một phen khiếp sợ, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Lúc nãy đã bàn với Thái hậu, 10 ngày nữa Thái hậu sẽ mời Hoàng thượng vào cung gặp mặt. Tới lúc đó con sẽ tới múa để Hoàng thượng thưởng thức. Con làm được không? Dạ được. Người bệnh thành ra thế này rồi, nếu như không tiện thì ai gia sẽ đổi ngày khác. Nhưng mà cũng không biết là năm nào tháng nào nữa. Không cần đâu. 10 ngày nữa Thanh Tư chắc đã khỏe lại rồi. Được. Thanh Tư, tới lúc đó con phải chọn một điệu múa đẹp nhất để biểu diễn cho Hoàng thượng xem. Con nên nhớ rằng Thái hậu cũng không thể thường xuyên thu xếp cho con cơ hội tốt thế này đâu.
Con biết mà. Xuân Hoa đang ở đây. Xuân Hoa. Thanh Tư, sao tỷ lệ tới đây vậy? Ta muốn luyện bài Nghe Thường Vũ Y, nên tìm hai người để đàn cho ta, được không? Sức khỏe của tỷ vẫn chưa bình phục, làm sao luyện được? Ta không sao, đã đỡ nhiều rồi. 10 ngày nữa phải biểu diễn ở Ngự Tiền. Sao lại gấp như vậy? Ta cũng không thể làm khác được, là do nghĩa phụ và thái hậu thu xếp.